Nga công khai bản nâng cấp thiết giáp BRDM-2 phù hợp với Việt Nam. Lục quân Việt Nam vốn được trang bị một số lượng lớn các xe trinh sát bọc thép bánh lốp BRDM-2. Mới đây, Nga cho ra mắt phiên bản nâng cấp của loại xe này với tên gọi BRDM-2 MB với những cải tiến mạnh mẽ, liệu có phù hợp với Việt Nam. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam số lượng lớn các xe trinh sát bọc thép BRDM-2, xe có trọng lượng nhẹ, cấu tạo 4x4, bọc giáp có thể chống lại các loại đạn súng trường bộ binh và di chuyển nhanh, việt giã tốt trên các địa hình gồ ghề. Xe thiết giáp BRDM-2 của Việt Nam Tuy nhiên, qua thời gian dài sử dụng, các xe bọc thép này dần lạc hậu, không còn đáp ứng tốt nhu cầu của chiến tranh hiện đại, vỏ giáp quá mỏng, đòi hỏi yêu cầu nâng cấp. Lục quân Lào hiện nay đã đưa vào sử dụng các xe bọc thép BRDM2MS, nâng cấp mới nhập khẩu từ Nga, có năng lực ưu việt vượt trội các xe Việt Nam đang sử dụng, đặc biệt là hệ thống giáp bảo vệ được tăng cường và các thiết bị điện tử hiện đại. BRDM2MS của lục quân Lào trong cuộc duyệt binh năm 2019. Mới đây, Nga tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp tiếp theo của loại xe này với tên gọi BRDM2MB. BKAS với những cải tiến sâu hơn nữa so với BRDM2MS của Lào và một số nước khác. Xe bọc thép BRDM2MS trên thao trường Xe do công ty BIAMS của Nga phát triển và vừa được giới thiệu tại một cuộc triển lãm ở khu vực Russia gần thủ đô Moscow hôm ngày 9 tháng 6 vừa qua. Điểm dễ dàng nhận ra nhất là xe được bổ sung hệ thống giáp bảo vệ. Xe được gia cố thêm các tấm giáp thép dày 6mm với tỷ lệ che phủ cao hơn nhiều so với trên các xe BRDM2MS nâng cấp trước đó. Thử nghiệm BRDM2MB Việc gia cố thêm giáp giúp xe có thể chống được đạn từ súng máy hạng nặng 12,7mm và đạn 7,62mm ở hai bên hông xe, trong khi giáp trước có thể chống được đạn súng máy 14,5mm xe thiết giáp BRDM2MB vượt địa hình. Xe còn được trang bị thêm hai cụm 6 ống phóng lựu đạn khói ngụy trang. Đây là chi tiết bổ sung mà cả ở xe BRDM2 nguyên bản cũng như bản nâng cấp BRDM2MS trước đó không có. Cận cảnh cụm ống phóng lựu đạn khói phía sau tháp pháo của xe. Vũ khí chính của xe vẫn là khẩu súng máy hạng nặng 14,5mm nguyên bản KPVT và một súng máy PKT 7,62mm đồng trục trong một tháp pháo được điều khiển thủ công từ bên trong. Cận cảnh tháp pháo xe BRDM2MB Xe nâng cấp với một động cơ diesel 136 mã lực mới, đồng thời trang bị thêm các camera quan sát quanh xe cùng hệ thống màn hình hiển thị LED theo dõi hình ảnh, bên cạnh các loại đồng hồ cơ thể hiện thông số cổ điển hệ thống phanh của xe cũng được làm mới. Cận cảnh buồng lái BRDM2MB. Đồng thời bổ sung loại ghế chống tác động của vụ nổ, sàn bảo vệ kháng mìn giúp tăng khả năng sống sót của chiến sĩ trong trường hợp xe va phải các loại mìn nổ. Cận cảnh nội thất bên trong xe thiết giáp mới. Xe cũng có khối quang điện tử giúp xạ thủ lái xe quan sát địa hình, phát triển mục tiêu cực tốt, cộng với điều quan trọng là xe bổ sung hệ thống điều hòa nhiệt độ phù hợp để tác chiến ở những vùng có khí hậu nóng bức như Việt Nam. Có thể thấy rằng, BRDM-2MB là bản nâng cấp vô cùng toàn diện, nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của xe, lại vô cùng phù hợp với điều kiện tác chiến của nước ta. Hy vọng trong tương lai sắp tới đây, Việt Nam để mắt đến phiên bản nâng cấp này, nhất là khi các cán bộ Việt Nam đã chứng kiến tận mắt khả năng của loại xe BRDM2MS trực tiếp tại Nga. Hệ thống đèn chiếu sáng của xe BRDM2MB. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.